Vâng. Xin mời mấy chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em xem một cái Zippo loại nhỏ anh em nhé. Hay người ta gọi là Zippo Slim. Cũng một số anh em gọi là Zippo nữ anh em nhé. Cái dòng sản phẩm này thì nó nhỏ gọn hơn Zippo phổ thông rất là nhiều. Đấy, ví dụ như trên đây là cái Slim này, còn bên đây là một cái phổ thông. Đấy. Thì nó to hơn khá là nhiều anh em nhé. Nếu mà một cây Amor thì mình không nói đến anh em nhé, mà nói đến cái cây phổ thông thì nó nặng tầm khoảng 50 55 gram. Đấy thì cây này thì chút nữa mình cũng sẽ cân mình cho anh em xem là nó bao nhiêu nhé. Và hộp của nó thì là kích thước của hộp nó là hộp bằng nhau anh em nhé. Hộp phổ thông với hộp Slim thì nó to bằng nhau hết. Anh em nhìn nhé, to bằng nhau. Nó chỉ khác là cái viền này thế này. Đấy, cái viền này thì nó thiết kế vừa cho dòng Slim. Còn nếu bạn lấy cái hộp này mà nhét cái cây to vào thì sẽ không vừa anh em nhé. Sản phẩm này thì lâu lắm rồi shop mình không quay lại anh em nhé. Cách đây tầm khoảng 6 năm về trước, tầm khoảng năm 2018 thì bắt đầu mình đã bán cây này rồi này. Đấy, lúc đấy mình còn bán trên Facebook cơ. Và cây này thì lúc đấy cũng khá là rẻ. Tuy nhiên 6 năm trôi qua thì nó cũng có tăng giá một chút anh em nhé. Thì bây giờ mình quay lại cho anh em. Mẫu này thì lúc nào bên shop mình cũng có anh em nhé. Anh em muốn lấy thì shop mình sẽ ship cho anh em. Và cây này có khối lượng là 42 gram anh em nhé, 42 gram. Thì nó kém cái cây Zippo phổ thông tầm khoảng hơn 10 gram gì đấy. Xét về kích thước thì chiều cao nó đi. Để mình lấy cho anh em xem một cây phổ thông này. Để chiều cao nó thì cao như nhau anh em nhé. Cao bằng nhau. Đấy. Còn về cái độ dày của nó thì nó dày cũng xem bằng nhau anh em nhé. Cái này Slim có vẻ hơi mỏng hơn một chút. Còn về cái chiều rộng thì bên cái này, cái Slim chắc chắn là sẽ nhỏ hơn anh em nhé. Những ai sẽ phù hợp với cây này thì theo mình ạ, những anh em nào mà thích cái dòng Zippo nhỏ nhỏ gọn anh em nhé, nhỏ gọn lạ mắt thì anh em nên dùng cây này. Còn nếu như anh em nào mà thích cái dòng mà bật lửa Zippo mà âm hay là thứ nhất anh em nhé, cầm xăng lâu là thứ hai, thì anh em nên dùng những cái cây to anh em nhé. Những cái to này thì nó âm nó sẽ hay hơn và cầm xăng sẽ lâu hơn. Còn những cây này thì vì thiết kế nó nhỏ hơn nên là âm nó không thể to bằng anh em nhé, và cầm xăng nó cũng không thể lâu bằng được. Đấy. Tuy cái buồng đốt của cái này nó có cao hơn một chút nhưng mà nó hẹp hơn. Đấy. Cái độ cầm xăng của cây này chắc nó rơi tầm khoảng 4 đến 6 hôm anh em nhé. 4 đến 6 hôm là trung bình. Còn nếu anh em xếp bấc vào xong rồi bóc thêm cái ruột một chút nữa thì nó cầm xăng cỡ loanh quanh cũng một tuần lễ anh em nhé. Chất liệu của cây này thì nó bằng đồng xong rồi mạ chrome, và sau khi mạ xong thì nó trước khi mạ thì nó đánh nhám anh em nhé, đánh nhám xong rồi nó mới mạ. Đấy. Và nó đánh nhám thì hai mặt, mặt trước và mặt sau, còn các cái đường viền của nó thì được đánh bóng anh em nhé. Mình quay cho anh em này cái đường viền này. Đấy. Nó bóng anh em nhé, trên đây cũng thế, bóng luôn anh em nhé. Và bản lề của nó nhỏ nhưng mà bản lề vẫn là 5 chấu anh em ơi, 5 chấu mối hàn thì này tròn. Đấy. Những cái sản phẩm này thì shop mình cũng bảo hành trọn đời cho anh em. Về cái lưới gà, nếu mà anh em dùng gáy cái lưới gà thì shop mình cũng sẽ bảo hành miễn phí cho anh em, hoặc là bong mối hàn trên hoặc dưới anh em nhé, shop mình cũng bảo hành miễn phí. Về cái mộc đáy, cái dòng Slim thì rất đa số là mộc đáy lõm anh em nhé, cũng có mộc đáy lồi nhưng mà thường là mộc đáy lồi là dòng Armor Slim anh em nhé. Cây này nó được sản xuất vào năm 22 22 anh em nhé. Nét chữ rất là rõ ràng và sắc nét. Rõ ràng, sắc nét anh em nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ test âm một chút cho anh em nghe nhé. Khi mà anh em đặt hàng bên shop thì anh em cũng sẽ được bóc tem ra như thế này. Anh em kiểm tra đúng hàng như clip thì chắc chắn anh em nhận như shop mình nhé. Đấy, mặt sau này, mặt trước thì nó như nhau, trơn. Cái này thì thiết kế nó nhám như thế này thì khi anh em cầm trên tay thì nó sẽ hạn chế cái việc mà trơn trượt anh em nhé, trơn tuột. Còn các cái đường viền thì nó luôn luôn đánh bóng để tạo cho độ sang trọng này. Để âm thanh nhé anh em nhé. Cái dòng này búa này, cái búa nó cũng nhỏ hơn và cái lưỡi gà nó cũng ngắn hơn anh em nhé, nên là âm thanh nó không vang được, không kêu hay được. Nó thiết kế như thế. Nếu anh em nào thích chơi dòng này thì anh em chấp nhận cái điều đấy anh em nhé. Còn cái độ bén thì nó vẫn như nhau,
cái cho dù nó to nó bé như nào thì cái độ bén cũng như nhau cả anh em nhé. Về về cái dòng Slim thì cái ruột này nó có cái cổ đá nó sẽ thấp anh em nhé. Đây, cổ đá này nó thấp, lý do nó thiết kế thấp bởi vì khi mà mình đẩy nắp lại này đấy. Đấy. Thì nó còn dư có một chút xíu thôi đúng không anh em nhìn nhá, nó dư chỉ tầm khoảng hơn 1 ly thôi. Nếu như mà bây giờ cái cổ đá nó cao lên anh em nhá, thì cổ đá nó đẩy cao lên đi thì cái bánh xe nó cũng phải cao lên đúng không, bánh xe cao lên thì khi mà đẩy nắp thì nó sẽ bị cấn đấy. Chính vì vậy nó không thiết kế cổ đá cao lên, hoặc nếu nó giữ cái bánh xe này như thế mà cổ đá cao thì bắt buộc nó phải làm thấp cái này xuống đấy, thấp cái phần thân này xuống, nhưng mà như thế thì nó sẽ xấu anh em nhé. Chính vì vậy cái dòng Slim mà luôn luôn thường luôn luôn là cổ đá nó sẽ thấp như thế này. Mặt sau đây bên trong thì mình cho anh em xem luôn anh em nhé, chất liệu bằng đồng này đấy. Và bên trong này ok, ruột này là bằng thép trắng, thép chuyên dụng anh em nhé, và nó được sản xuất cái này đây đấy. Cái này thì sản xuất lịch nhau mấy tháng anh em nhé, vỏ thì nó sản xuất cuối năm 22 này, đấy, ruột đầu năm 23 thì lịch nhau mấy tháng cũng không quan trọng anh em nhé. Thì công ty Zippo thì nó sản xuất ruột và vỏ ở trên hai dây chuyền nhà máy khác nhau, khi lắp ghép lại với nhau thì lệch là bình thường. Bên trong đây thì cái này cũng là bằng đồng anh em nhé, mình chưa thử tháo cái này ra lắp vào cái cây Zippo đời phổ thông thì nó như thế nào, nhưng mà chắc là cũng vừa đây, cái thay đá này này lắp vừa cho cây Zippo phổ thông, mình đoán là vậy, mình chưa thử anh em nhé, nhưng mà chắc chắn sẽ không lắp vừa cho Zippo làm mà. Khi anh em mua về thì anh em tháo cái này ra, rồi anh em lấy cái bông này ra, rồi anh em lấy bên trong thì anh em xếp kim zigzag lại và bọc cái ruột lại thì nó sẽ cầm xăng tốt hơn. Cái này bọc ruột nó cũng hơi khó một chút anh em nhé, tại vì bên dưới đây nó làm uốn lượn này. Đa số ruột Zippo Slim thì nó làm sẽ làm uốn lượn như thế này. Không, à, mình hiểu rồi. Lý do nó làm uốn lượn như thế là vì như thế nào này? Anh em đợi mình một chút nha. Cái thay đá, cái xoắn đá thì cái dòng Slim và cái dòng Zippo phổ thông thì nó sẽ dùng cho nhau được. Đấy. Mà anh em để ý nha, cái dòng này, này, cái dòng Slim này, này, nó sẽ cái ruột này nó sẽ dài hơn so với cái ruột của Zippo phổ thông anh em nhé. Anh em nhìn vào cái bản lề cái nắp đã biết này. Đấy. Cái này thì nó có đính đây thôi anh em nhé. Ruột này đính đây. Mà cái ruột của cây Slim thì nó cao hơn anh em nhé. Đây anh em theo, nó cao hơn, nó cao hơn mà nó dùng chung cái này. Cái bánh xe à, cái thay đá này thì khi thiết kế thì nó phải làm lõm lõm vào một chút. Đấy, thì lắp vào nó mới vừa được anh em nhé. Chính vì vậy thì cái dòng Slim thì thường nó uốn lượn như thế này. Đấy. Nó không phải là uốn lượn cho đẹp mà mình nghĩ là nó uốn lượn để nó thiết kế cho vừa cái này, cái bánh cái tháo đá này. Mình nghĩ là như thế. Còn anh em chắc là cũng nghĩ như thế thôi. Ok. Cái này trên thị trường thì giá nó cũng xem loanh quanh tầm khoảng hơn 600 nghìn anh em nhé. Anh em lấy thì số cũng sẽ ship cho anh em. Mã số sản phẩm thì SL, mình đánh dấu trên đề SL06 đây anh em nhé. Anh em muốn lấy thì alo cho số. Giá cái này thì cũng bằng cái Zippo trắng bóng anh em nhé. Bán là giá 630 nghìn. Anh em muốn lấy thì alo cho số. Vâng, anh em xem video cho số xin đăng ký kênh và một like nhé. Mình chào tạm biệt.